ba điều của người phụ nữ làm cho đàn ông sợ nhất. Đầu tiên đấy là sự im lặng. Phụ nữ của chúng tôi rất thích nói. Khi mà chúng tôi yêu và sống là một, nếu mà đã yêu người đàn ông đấy là chúng tôi sẽ tìm mọi cách để nói chuyện với anh ấy, nói chuyện từ trên trời dưới bể, con dán đi qua chúng tôi cũng kể. Nhưng đến một ngày nào đấy mà phụ nữ im lặng, hoàn toàn không nói gì, không kiểu cằn nhằn là hôm nay tại sao anh đi về muộn thế, tại sao anh lại chơi cá nhiều như thế, hoặc là anh có như thế nọ như thế kia, thì chứng tỏ là chúng tôi không còn quan tâm tới các anh nữa, không có nhu cầu để phàn nàn, không có nhu cầu để giao tiếp. Mà phụ nữ yêu và sống là một, mà đàn ông thì có thể yêu và sống là hai cái hoàn toàn khác nhau. Như phụ nữ nó phải là một, nếu như chúng tôi không nói chuyện với các anh có nghĩa là chúng tôi không còn yêu các anh nữa, hoặc là nó đang rất thất vọng và cực kỳ là muốn buông bỏ ấy. Cái điều thứ hai tức là chị em phụ nữ lúc đấy chỉ quan tâm tới con cái và sự nghiệp thôi. Tại sao lại như thế? Bởi vì chúng tôi đang chuẩn bị cái kinh tế vững chắc của mình, đang tập làm quen với cái cuộc sống mà nó không cần có sự phụ thuộc kinh tế hay là phụ thuộc bất kỳ một cái gì đấy vào người đàn ông nữa. Nó đang là sự chuẩn bị cho cái giông bão tiếp theo, tức là tôi không cần anh nữa, tôi đang hoàn toàn tự chủ về kinh tế, tự chủ về nguồn lực, và tôi có những mối quan tâm khác, mối quan tâm về công việc, mối quan tâm về con cái, và anh chỉ là một phần thôi. Và khi một miếng bánh nó chỉ là một phần thì mất một miếng nó cũng không còn quá quan trọng với cái cuộc sống này nữa. Và thứ ba đấy là khi một người phụ nữ không còn nể trọng người đàn ông nữa. Phụ nữ của chúng tôi thường tiến tới cái sự yêu thích của một người đàn ông khi mà chúng tôi thực sự nể cái người đàn ông đấy, cực kỳ là yêu mến, nể về học hành, về tri thức, về cái cách đối nhân xử thế. Từ cái nể đấy trong chúng tôi có sự quý mến và dần dần tới yêu. Nhưng khi đã không có sự nể trọng, không có sự tôn trọng, không có sự mong muốn gì, yêu cầu gì từ người đàn ông, có nghĩa là chúng tôi không còn đặt các anh ở cái địa vị cao nhất ở trong cuộc sống của chúng tôi nữa. Chúng tôi hoàn toàn có thể tự làm được tất cả những điều. Nếu như mà thấy những cái điều này thì mọi người nên khám lại cái cuộc hôn nhân của mình xem nó có vấn đề gì hay không và sửa chữa. Lời khuyên của các bác sĩ tâm lý mà bác sĩ Hoa đọc được trong những cái cuốn sách và chính trong cuộc hôn nhân của mình, thì bác sĩ Hoa thấy là sau khoảng tầm 3 đến 6 tháng chúng ta nên ngồi lại với nhau xem nó có những cái gì nó bất thường, từ trong những cái cách cư xử, từ trong việc nhà hay cả trong cái việc ấy, thì mọi người đều phải có thẳng thắn nói chuyện với nhau và sẽ nói ra tất cả để sửa chữa nó thì nó mới lâu bền được. Chứ đừng để đến khi mà phụ nữ im lặng hoàn toàn có nghĩa là nó đang tới cái bờ vực mà nó có thể đi tới cái sự rẽ hướng của hai người.